Chiến sự Nga-Ukraine ngày càng khốc liệt, cả hai bên tuyên bố gây tổn thất khủng cho đối phương. CNN dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao Mỹ cảnh báo Kiev hứng chịu thương vong đáng kể. Ở bên kia biên giới, chỉ trong một ngày, cả ba thành phố Nga gần Ukraine bị UAV bủa vây. Đáng chú ý, Tổng thống Putin thừa nhận quân đội Nga thiếu vũ khí hiện đại. Trong khi đó, tàu chở đạn dược đến Ukraine bị cướp ở Ba Lan. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Ở Colombia tìm thấy 4 đứa trẻ mất tích hơn 1 tháng trong rừng sau tai nạn máy bay. Cặp vịt vàng khổng lồ gây chú ý ở vùng biển Hồng Kông. Trong thông báo trên Facebook hôm 9 tháng 6, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột. Cụ thể, trong một ngày, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt hơn 1.000 quân Nga, cũng như phá hủy 34 hệ thống pháo, 24 xe bọc thép chiến đấu và 10 xe tăng của đối phương. Theo đó, tổng tổn thất của lực lượng Nga từ đầu xung đột được Ukraine ước tính gồm 213.800 quân nhân, khoảng 3.900 xe tăng, 7.600 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3.700 hệ thống pháo, 600 hệ thống tên lửa phóng loạt, 360 hệ thống phòng không, 315 máy bay, 300 trực thăng, 3.250 máy bay không người lái tác chiến chiến thuật, 1.170 tên lửa hành trình, 18 tàu thuyền và gần 7.000 phương tiện chuyên dụng khác. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công ác liệt của Ukraine theo hướng Zaporizhia và Donetsk, triệt hạ hơn 1.000 binh sĩ và phá hủy 39 xe tăng, hàng chục xe bọc thép, đơn vị pháo binh của đối phương trong 24 giờ. Trong số này còn có những chiếc do phương Tây cung cấp. Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận thông tin mà đối phương đưa ra. Dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ, CNN đưa tin quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong đáng kể trong tuần này. Nguồn tin của CNN cho biết nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ đối phương của Ukraine đã vấp phải sự kháng cự lớn và quyết liệt từ các lực lượng Nga với tên lửa chống tăng và súng cối. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng gặp khó khăn để đưa các phương tiện do phương Tây cung cấp qua bãi mìn. Trong ngày 9 tháng 6, ba khu vực biên giới của Nga giáp Ukraine là Voronezh, Belgorod và Kursk đều bị tấn công. Một máy bay không người lái đã lao vào một tòa chung cư ở thành phố Voronezh, miền nam nước Nga, vào hôm 9 tháng 6, khiến thống đốc khu vực phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Ủy ban điều tra Nga đã lập án hình sự liên quan đến vụ việc ở Voronezh, cách biên giới Ukraine 180 km, chống lại những hành động khủng bố vì lợi ích của giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine. Người phụ nữ chứng kiến cuộc tấn công ở Voronezh nói: "Có một vụ nổ lớn, người thợ đang sửa ống nước cho tôi đã nhìn thấy nó, một chiếc máy bay không người lái." Các nhà điều tra cho biết vụ việc làm hư hại cấu trúc tòa chung cư với mặt tiền bị cháy xém và có một lỗ thủng lớn. Trong khi đó, theo thống đốc khu vực, ông Alexander Gusev, 3 người bị thương nhẹ do kính vỡ nhưng không cần nhập viện điều trị. Các máy bay không người lái cũng rơi xuống một tòa nhà văn phòng ở Belgorod và gần một kho chứa dầu ở Kursk sau khi bị hệ thống phòng không bắn hạ. Lãnh đạo các địa phương cho biết, mặc dù các UAV không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng tần suất chúng xuất hiện ngày càng gia tăng. Cư dân khu vực trong cuộc phỏng vấn của Reuters cho biết họ đã quen với các cuộc tấn công bằng UAV. Một tài xế 43 tuổi tên Alexei Fedounin ca ngợi lực lượng phòng không đất nước, gọi họ là những chàng trai anh hùng. Đài AT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 6 thừa nhận quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí hiện đại. Nhà lãnh đạo kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sẽ sớm đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng gia tăng của lực lượng vũ trang. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nói cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine đã bắt đầu. Ông đề cập đến hoạt động triển khai lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine như một minh chứng cho điều này. Theo nhà lãnh đạo Nga, giao tranh đã diễn ra đặc biệt ác liệt trong 5 ngày và quân đội Nga vẫn giữ vững vị trí, trong khi lực lượng Ukraine phải chịu tổn thất nhiều gấp 3 lần. Moscow ước tính cuộc phản công đã khiến Ukraine mất gần 5.000 người. Ông Putin cho rằng cuộc phản công có chủ đích của Ukraine bước đầu thất bại là do tính hiệu quả của các loại vũ khí mà lực lượng Nga sở hữu. Đạn dược do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã trở thành miếng mồi béo bở cho những tên trộm chuyên nghiệp ở Ba Lan. Theo truyền thông địa phương, nhóm trộm cắp đã bị bắt giữ và họ khai nhận rằng họ không cố ý nhắm vào hàng hóa quân sự mà chọn mục tiêu là một cách ngẫu nhiên. Phát ngôn viên cảnh sát Ba Lan Mariusz Cieka nói với phóng viên, đoàn tàu do quân đội Mỹ điều hành trong chuyến hành trình chở đạn dược từ Đức đến Ukraine đã bị trộm đột nhập khi dừng chân tại thị trấn Koliniec của nước nhà. Giới chức địa phương cho biết, Nhận thấy những món đồ trong 4 thùng hàng lấy cắp, các đối tượng đã sợ hãi về hậu quả nghiêm trọng và quyết định bỏ lại toàn bộ chiến lợi phẩm cách hiện trường ban đầu 4 km. Cảnh sát báo cáo bắt giữ 3 người dân địa phương do nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Những cá nhân này đều có tiền án trộm cắp tài sản. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tìm kiếm nghi phạm thứ tư. Theo đài phát thanh RMF-FM của Ba Lan, nhóm trộm đã lấy đi khoảng 120 viên đạn pháo cỡ nòng 25mm. Một số báo cáo khác cho rằng các thùng hàng bị trộm chứa lựu đạn và đạn dược hoặc súng phóng lựu và đạn pháo. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Ba Lan đã tích cực hỗ trợ vũ khí cho Kiev. Nước này đồng thời cũng trở thành trung tâm trung chuyển vũ khí từ các quốc gia phương Tây khác tới Ukraine. Mới đây, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi điều tra việc Iran chuyển giao máy bay không người lái cho Nga để nước này tấn công Ukraine. Điều này là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Thomas-Greenfield nói. Tôi vô cùng lo ngại về hợp tác quân sự ngày càng mạnh của Nga và Iran. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Moscow tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Bà Thomas-Greenfield đã nhắc lại thông tin trước đó do Mỹ công bố, trong đó tường thuật lại cách mà Iran đã cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái cảm tử và những thiết bị liên quan. Nữ đại sứ cho rằng quân đội Moscow đã sử dụng các UAV này để thực hiện hàng loạt đợt không kích gần đây vào Ukraine. Bà cáo buộc Nga và Iran vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm các nước nhận các loại vũ khí từ Iran. Đại sứ Thomas Greenfield cho biết Ukraine, Mỹ và nhiều quốc gia khác đã báo cáo các vi phạm này lên Liên Hợp Quốc. Bà khẳng định sự việc này rất cần Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố thực hiện điều tra. Nếu làm như vậy, nhiều sinh mạng sẽ được cứu sống. Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 9 tháng 6 thông báo 4 đứa trẻ thổ dân mất tích hơn một tháng trong rừng sau một vụ tai nạn máy bay hồi đầu tháng 5 đã được tìm thấy vẫn còn sống. Trong bài viết trên Twitter, ông Petro mô tả đây là niềm vui của đất nước. Nhà lãnh đạo đồng thời đăng tải bức ảnh cho thấy đội cứu hộ đang chăm sóc các em tại hiện trường, song không cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của bọn trẻ. Trước đó, chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 206 chở phi công lãnh đạo cộng đồng Saru Parui bản địa, 4 trẻ em cùng mẹ chúng đã bị rơi ở tỉnh Guaviare, miền nam Colombia hôm 1 tháng 5. Trong khi 3 người lớn đều thiệt mạng, những đứa trẻ trong độ tuổi 13, 9, 4 và 11 tháng tuổi mất tích. Chiến dịch tìm kiếm người gặp nạn do quân đội Colombia dẫn đầu nhanh chóng được triển khai với sự tham gia của hàng trăm người. Người thân cho biết đứa trẻ lớn tuổi nhất có một số kinh nghiệm băng rừng, nhưng hy vọng tìm thấy các em ngày càng vơi dần khi thời gian trôi qua. Tháng trước, Tổng thống Petro đã từng thông báo tìm thấy các em sống sót trong rừng Amaron. Nhưng sau đó, nhà lãnh đạo đã rút lại tuyên bố và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục tiếp diễn. Những trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và Đông Cuba vào ngày 9 tháng 6. Theo truyền thông địa phương, nước lũ dâng cao đã làm sập cầu ở các vùng nông thôn, khiến một số ngôi làng bị cô lập. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Jacuani. Nơi này hiện không có điện và một số hộ gia đình địa phương phải di rời sau khi nước sông tràn bờ. Chúng tôi đã cố gắng mang theo nhiều đồ đạc nhất có thể và giúp đỡ càng nhiều hàng xóm càng tốt. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm chúng tôi chứng kiến cảnh tượng này. Chúng tôi rất lo lắng. Cơ quan thời tiết Cuba dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày tới. Cặp vịt vàng bằng cao su đã thu hút sự chú ý lớn ngay khi xuất hiện trên vùng biển Hồng Kông, Trung Quốc trong ngày 9 tháng 6. Chúng là một phần của cuộc triển lãm Double Ducks của nghệ sĩ Hà Lan Florentijn Hofman với mục đích lan tỏa niềm vui, sự may mắn và hạnh phúc. Kể từ năm 2007, nghệ sĩ Hofman đã đưa tác phẩm của mình tham quan thế giới. Chú vịt vàng từng đến Hồng Kông vào năm 2003. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm chuyến thăm đầu tiên, Studio O'Reilly (ARR) có trụ sở tại Hồng Kông đã mời vịt cao su trở lại nơi này cùng người bạn mới. ARA cho biết, cặp vịt này giống như các ký tự đối xứng của Trung Quốc là Si, nghĩa là hạnh phúc, và Peng, nghĩa là bạn bè. Du khách có thể chiêm ngưỡng những chú vịt bơm hơi cao 18 mét tại cảng Victoria trong 2 tuần.